chuyện gì đã xảy ra? Ha ha, tên thuyền trưởng kia, ngươi hãy mau mau giao nộp hết tất cả bản đồ kho báu cho ta. Còn nếu không hả, bay đâu, bao vây khu này cho tao. Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Ok, thì anh em thấy gì bên kia không? Buổi sáng nay mình với lại anh Vịt với lại Timmy thì chắc giờ bà còn ngủ trên đó. Nói chung mình với anh Vịt sáng sớm thức dậy thì anh Vịt làm gì vậy? Thì sáng sớm thức dậy bọn mình đã thấy được ở bên dưới đây khá là đông vui, hình như là bên kia nó đang mở hội chợ thấy gì đó, nó chơi vui đến nỗi mà nó đốt thuyền luôn kìa. Tính ra nó đánh em chết luôn anh Vịt ơi. Anh Vịt ơi, đâu có em kìa, anh Vịt xuống của em, trời ơi cái gì vậy? Sao mấy thằng nào vậy? Sao em không biết em làm gì xuống đây, xuống đây, tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy thằng này? Em tưởng bên cái thuyền cướp biển mà nó đang tổ chức cái tiệc ăn mừng hay gì, tự nhiên cái nó dạo dạo quýnh em nè. Mà thằng này trâu vậy, đập nó đập, quýnh mà đập. Ủa rồi sao? Ok, ui tôi nghe từ đầu bây giờ. Anh Vịt có sao không? Cái gì bây giờ nè? Có cái bà đằng sau, có cái thằng đằng sau bà kìa. Hả? Về lính cướp biển rồi, lính cướp. Đánh chết mà Timmy luôn rồi. Thôi bây giờ mọi người im lặng nè, nghe em nói nè. Bây giờ thì em nghĩ là chắc là có chuyện gì đó đang hiểu lầm hay sao, chúng ta cứ đi qua bên chúng ta cứ đi qua bên đó chúng ta nói chuyện với họ đi. Ơ cái gì mới quýnh em đi? Ôi còn thằng dưới nước. Oh my god, thằng này thở dưới nước được anh ơi. Xuống lên. Cái gì vậy anh Vịt? Từ từ. Yeah. Mày yeah. Cẩn thận anh Vịt ơi, cẩn thận. Trời ơi sao đâu vậy? Ôi trời bom kìa. Anh Vịt ơi. Ôi trời bom kìa. Ủa cái gì á? Sao sao tiếng? Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh, trời ơi, đừng chọi, bọn tôi có làm gì đâu, đừng chọi. Giết mà nó đi, giết đi. Bây giờ không còn cách nào nữa, mình tấn công nó luôn đi. Nó đốt luôn cái thuyền con thuyền trưởng rồi. Chọi bơm. À. Cứu tôi. Sao nó biết chọi bom vậy? Không biết. Mọi người lấy nỏ thần ra bắn mấy thằng trên nóc nhà đi, nó bắn mình á. Rồi xong kỳ này xong là ban map rồi. Kỳ này ban map rồi. Thôi kìa, ban map rồi, quay xong tập. Đi né người ơi. Oh no. Chết đi. Mày. Mọi người con sao hỏi xin ông kỳ nó chọi bom kìa. Trời ơi, ông chọi bom kìa. Em quay qua em gặp ông bom luôn. Ôi trời ơi. Mấy cái thằng trên nóc nhà kìa, anh bắn mấy thằng trên nóc nhà. Thôi đi. Trời ơi, nét map tới rồi. Nét map tới rồi. Ơi con kìa. Rồi xong nát luôn rồi con rượu rồi. Giết hết luôn anh. Giết hết luôn cái bọn cái biển này, mình giết hết nó đi, kệ nó. Bây giờ mình cứ giết vào nó trước đi, mà nó tấn công mình mà sinh mạng của mình vẫn là tốt. Đằng sau nhà bên con kia. Ủa con hả? Đằng sau nhà con mình đâu nuôi kìa. Đừng có bắn nữa banh map. Bây giờ mọi người dùng kiếm đi từ từ. Mình cũng dọn sạch bọn nó rồi. Đây. À đánh bọn tao hả? Cút. Sang mày. Em đánh một phát một nó bay qua đó hết anh này. Ờ dí luôn. Dí luôn. Dí luôn. Trời ơi. Nó bom kìa. Nó đánh tôi vậy. Nè bom kìa. No. Không tin được đâu. Bộ này từ đâu tới vậy? Em không biết. Ôi né hết map rồi. Còn có chút. Cái thuyền con ấy rồi kìa. Cái thuyền ông cứ biển bị cháy luôn rồi. Giờ sao? Ở đâu tấn công vậy? Chết đi. Rồi, bà Timmy bắn em chết luôn. Rồi, xong luôn. Rồi, xong. Cái khu của chúng ta thành một cái bãi chiến trường. Bây giờ làm sao giờ? Tại sao còn nhiều lắm nè. Ủa, đâu anh? Đâu? Đây, mình tiêu diệt hết bọn nó đi. Bọn nó cố ý tấn công mình á. Hình như là bọn này không phải là bọn lính của cái ông cướp biển mà. Ủa, mình quen. Ủa, đâu nó giờ còn nữa không? Từ, đi xem. Còn không? Bên đây nè, kia. Nó chạy ra kìa. Chết đi. Trời đất ơi. Thôi rồi, tiếng mày đừng bắn nữa, banh map giờ. Từ, trời ơi, bây giờ sửa lại cái map đi, cũng hơi bị khó đó. Phá map này, bà Timmy bà phá map luôn. Bà phá map luôn á anh. Bà cầm nào thêm mà bà bắn phá map gì? Bên kia có hai thằng rồi đó, tôi bắn á. Trời đất ơi. Vâng, đừng bắn nữa, từ để em xem coi. Để giờ mình vào trong cái quán rượu coi, không biết trong quán rượu nó có chuyện gì, nó có gì hay không. Nè bây giờ chúng ta đừng có bắn đâu. Đừng có bắn đâu.
mà bắn vô đây bên kia không bắn nữa. Đây này anh coi bả kìa. Hả? Bà bắn rồi xong để chắc tao tự chết. Tìm ơi, đừng có phá. Trời ơi, giờ chúng ta. Bắn cái kia nổ đi. Bây giờ chúng ta hãy vào hãy vào trong quán bán rượu để coi cái chuyện gì xảy ra nè. Ê, cái bên kìa. Ở đâu vậy? Còn anh ơi, còn mấy cái thằng đứng trên đây nè. Giết mấy thằng chạy bơm đi, nó chạy bơm kìa. Đúng rồi. Đứng trên gác hả? Hả không, nó đứng ở đây nè. Xong chơi đây. Rồi xong em giết bà Timmy rồi. Rồi em còn có miếng máu à. Trời cái máu của tôi. Trời lầu là vẫn còn người nè. Trời ơi, gì đâu đây. Sao giờ? Thì ơi bây giờ em thấy không có ai trong quán hết, ngoài trừ là những thằng lính. Ơi từ từ mọi người, hình như là em phát hiện là rồi. Anh cứ bình tĩnh đi, hình như là em để ý hình như là anh Vân. Vậy anh ơi, hình như em để ý là hình như là ở trên lầu này hình như là có người hay sao á, giờ chúng ta leo lên lầu đi. Đây em leo lên lầu. À có người hẹn anh ơi, đông quá. Lên phụ em. Ha ha. Ha ha ha. Té rồi. Ha. Đang lên nè. Rồi, thôi mình để cho Timmy quýnh đi. À. Không tin được. Timmy chết rồi. Đồng đội gì đâu. Rồi nó rớt xuống rồi. Leo lên vịt. Ha ha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ha ha. Ông vịt ông cứ ha ha hoài luôn. Ha ha. Sao đóng cái gì? Từ từ. Hình như là có cái gì ở đây. Ôi. Anh vịt trời kìa. Ủa? Anh vịt. Lên đây bạn anh kìa anh vịt. Cái từ thì hình như là em mới vừa thấy bạn của anh đó anh vịt. Ai vậy? Anh này là chơi kìa. Anh này là ông thuyền trưởng. Anh vịt trời kìa. Ôi ông đánh kìa. Bà Timmy bà chết rồi. Chạy vô đây Timmy, chạy vô đây. Phen từ để tôi hỏi. Anh vịt trời, tại sao anh lại bắt thuyền trưởng, anh phá máu của bọn em vậy anh vịt trời? Hóa ra là ngươi hả Phong Cận? Ân nhân cứu mạng ta đây rồi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta thoát khỏi bọn thổ dân. Nhưng mà bây giờ tôi quay trở lại đây bởi vì tôi thấy được cái tên thuyền trưởng này có rất là nhiều bản đồ kho báu quý giá, cho nên ta muốn chiếm đoạt lấy nó. Còn nếu như bây giờ ngươi muốn cản đường ta hả? Thì ta sẽ giết ngươi. Bay đâu? Được, nếu như mà anh đã muốn chiến đấu như vậy á thì bọn tôi cũng không tha cho anh đâu. Anh vịt trời à, ok. Lính đông cỡ nào bọn tôi cũng đánh hết. Xứng phong đạt. À, anh Vịt anh làm gì? Ủa Timmy, Timmy mà phản tham rồi. Chết. À, đừng có dùng skill nữa, chết người. Mấy thằng này nó mạnh quá anh ơi. Từ từ, bây giờ chúng ta cứ quýnh từ đi, mấy thằng này mạnh lắm. Đừng dùng skill nữa, em nói là đừng dùng skill nữa, chúng ta đánh thường đi, đánh thường từ lâu lâu hãy sử dụng. Ôi, nó kéo đến đông kìa, 500 anh em anh ơi. Con vô đây nè, con gần trước nè, no. 500 anh em lận nè, 500 anh em. Ôi, cứu Timmy. Đông vậy, trời đất ơi. Timmy chạy đây. Con mẹ luôn, nó như con mẹ luôn nè. Cứu tôi đi. Ủa, sao nó cứ ngắm đến mỏi mình Timmy với anh Dịch nè, không đứa nào hèn của em luôn. Trời quá. Ok rồi, chết hết chưa? Cần hết chết còn một bảy ngoài kia kìa, trời ơi. Ok. I want to lead today. Còn một bảy ngoài kia nữa kìa, tấn công luôn anh em ơi. Anh vịt trời kìa. Có chân, cẩn thận anh vịt trời, cẩn thận. Ông chưa kìa anh ơi, ông chưa kìa. Ở từ hồi mà em cứu ông đi xong giờ ông đi ăn bột nở xong ông bươi đây. Không anh ơi, tại vì ông đã kiếm được cái sức mạnh đang tối gì đó, ông biến đi, ông biến lớn rồi, ông lên luôn. Mình tấn công mấy con lính chú đi. Biến chết này, anh vịt trời này. Này thì anh vịt trời. Trời ơi, anh đừng dùng skill nữa, anh dùng skill em chết hoài à. Đừng dùng skill nữa. Mình đánh tay thôi được rồi. Ông Nguyên Tông tặng anh còn hai cái anh chết tươi rồi. Kệ ổng đi anh. Mình cứ tập trung mình ba người mình đập ổng là được. Trời đất ơi. Trời ơi. Ổng vậy. Ổng chỉ cần ổng bắt đầu em cái là em đi à. Rồi ổng chết rồi. Ơi con này sao anh kẹt từ từ. Mình giết hai đấm lính này luôn anh. Từ từ. Yeah. Trời ơi anh Dịch ơi. Anh gieo hoài. Chết em. Không tin được luôn. Bà Timmy còn sao không vậy? Cái chuyện chết. Còn hai cái. Ok phải từ tôi xem coi. Hết chưa. Ơi khoan hả. Còn sao Timmy nữa nè. Mọi người hình như là em nghe. Ơi còn hàng cái Timmy giết nó luôn đi. Đâu. Ơi khoan theo mọi người hình như là em nghe tiếng của ông vịt trời thì phải. Hả? Tên Phong Cận kia.
Không ngờ là một ngày nào đó ta với ngươi sẽ đối mặt với nhau. Ngươi nhớ đó, ngươi đang giữ tấm bản đồ của ta. Đó chính là một cái kho báu rất là quý giá. Nhưng mà ngươi đừng hòng chiếm lấy kho báu đó. Một ngày nào đó ta sẽ quay trở lại để báo thù. Ngươi nhớ đó. À, hóa ra bạn anh ơi, hóa ra là ông giết Cam thuyền trưởng, ông bắt Cam thuyền trưởng bạn của chúng ta. Ngồi dậy anh. Ông bắt Cam thuyền trưởng bạn của chúng ta, lý do là do là ông muốn chiếm lấy cái bản đồ gì đó. Hình như là hồi nãy ông có rơi cái bản đồ, có ai lượm được không? Bản đồ à? Một cái tờ giấy, một cái cây viết thì phải. Hình như là có là cái bản đồ của ông á, mình coi lại coi. Mọi người mở thử kho đồ anh coi mọi người có lượm được không? Nào. Ủa không có hả? Không có. À hay là rơi ở đâu ta, từ từ chúng ta cứ đi kiếm đi. Hình như là ổng làm rơi ở chỗ nào đó. Hình như là ổng kêu cái đó là một cái bản đồ kho báu. Và ổng bảo rằng một ngày đó ổng sẽ quay trở lại để ổng lấy lại cho chúng ta. Ủa mọi người có kiếm được chưa vậy? Trời cái gì đâu mà ổng chết ở gần chỗ này mà từ nãy giờ không ai kiếm được tờ giấy hết à. Ẩn dấu ghê hả? Đâu ta ơi, cái này ở nằm dưới này không? Không có. Khi nào không có thật không? À cái gì mới đánh cái này? À không lỡ. Con lợn mất nết nó mới cắn em nè. Ổng chết bên này mà nó bay qua tới bên này luôn hay thiệt. Đâu, cái nào chỗ nào? Đây nè không ơi. Tôi qua nè. Ây da. Thấy gì không? Tôi coi đây là cái gì đó. Ở đây nè. Thấy rồi. Cái đó là gì vậy? Đây nè. Trời cái đó là cục đất anh ơi, anh đi. Đâu bà. Bây giờ tim mi lượm được không? Tim mi đọc thử cái tờ giấy ghi gì vậy? À đây. Bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu hả? Wow, ok. Rồi mọi người ơi, vậy là coi như là mình với anh Vịt vừa mới chiến đấu với một cái bọn cướp biển. Thì hóa ra là anh Vịt trời, bạn của anh Vịt á, hóa ra lại là một tên cướp biển khác nữa. Và ông ta đã quay trở về đây và ông ta đánh cái ông cướp biển này để cướp lấy cái bản đồ kho báu. Thì cũng may. Nhưng mà không biết cái ông cướp biển ở gần chỗ mình đâu mất tiêu ha. Chắc là có lẽ là bọn mình sẽ xây lại cái map này, coi bộ sẽ hơi là khó khăn này. Tại cái map này nó đã bị hư hỏng rất là nhiều luôn rồi. Thì không sao cả, nói chung thì nếu như mà anh em nào mà muốn trong tập sau ba người bọn mình sẽ đi kiếm bản đồ kho báu không sử dụng bản đồ kho báu để đi kiếm kho báu thì mọi người hãy bình luận cho mình biết nha. Ok bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, tạm biệt mọi người. Rồi anh Vịt anh nằm đóng rồi, tôi đạp cho mạng tôi luôn nè. Ok thôi kệ chảnh ở đây thôi, mình đắp mộ tình chảnh đi. Ok thôi bye bye mọi người nha, bye bye, yêu mọi người vãi nồi. Mọi người đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho bộ ba bá đạo của mình nha. Đó chính là Timmy, Mr. Vịt với lại Phong Cận TV nha. Bye bye mọi người, yêu anh em vãi nồi.